như thế này. Và để làm được mô phỏng của cả một cái hệ thống lớn như thế này thì trong từng cái giai đoạn của học kỳ các bạn sẽ mô phỏng những cái phần nhỏ. Ví dụ các bạn sẽ phải mô phỏng cái phần nguồn trước này. Phần nguồn xong xong phần nguồn thì các bạn sẽ mô phỏng sang cái giai đoạn là có một biến đổi điện tử công suất này. Sau đó xong được cái phần này là các bạn mới đi ra được cái phần phía lưới ở phía sau này. Đấy, như vậy là mỗi cái giai đoạn các bạn sẽ đi một cái từng phần trong cái toàn bộ hệ thống. Với cái nguồn fuel cell này thì các bạn phải bắt đầu từ đầu. Còn với phần solar hoặc là wind turbine thì các bạn có thể kế thừa cái phần điện phía sau này. Các bạn chỉ phải làm lại cái phần nguồn thôi. Với cái cấu trúc của cái bộ học như vậy thì các bạn sẽ có các cái bài tập nhỏ theo từng giai đoạn của học kỳ. Bây giờ theo từng giai đoạn nhỏ của học kỳ. Còn các cái bài tập lớn cuối kỳ là cái hệ thống tổng này. Và cô sẽ phân chia theo nhóm. Các bạn sẽ chia nhóm và cô sẽ phân chia. Thấy chưa? Đấy, như thế thì các bạn sẽ phải lập các cái nhóm cho cô. Đợi cô một chút để cho các bạn xem cái phần mà danh sách các bạn sẽ làm như thế này. Bởi vì chúng mình là lớp học theo cái tín chỉ không phải theo là lớp đúng không? Thế thì Đức Anh còn đây không Đức Anh ơi? Đức Anh vào học chưa? Đức Anh chưa học thế thì đây. Thịnh có vào học chưa Thịnh ơi? Alo, có em đây ạ. Rồi thế thì Thịnh sẽ làm và quản lý cái link như thế này cho cô nhá. Em sẽ làm cho cô một cái Google Sheet như thế này, là một cái link như thế này. Em chia sẵn các cái nhóm ra như thế này cho cô. Được, chia sẵn các cái nhóm ra. Em để cho cô một cái cột, thứ nhất là cái cột số thứ tự nhóm, thứ hai là sinh viên, thứ ba là cái mã số sinh viên. Cái cột này em để lại, em chưa làm. Cái cột này là sau đó cô cho các bạn thi thì mới điền điểm vào đây. Cái này là đăng ký kíp thi em cũng chưa có. Và em cho cô một cái cột là đề tài. Bây giờ sau này thì cô quản lý lớp sẽ quản lý ở trên cái trang này tất cả mọi hoạt động của các bạn, từ chấm điểm vân vân, rồi chấm điểm, quá trình chấm điểm cuối kỳ, các thứ cô đều chỉ hoạt động ở trên cái link này cả. Do đó là các bạn hoàn toàn có thể cập nhật được cái điểm của mình ngay lập tức. Thế thì Thịnh làm cho cô một cái link ở cái thứ nhất là nhóm này, thứ hai là sinh viên này, thứ ba là mã số này, thứ tư là đề tài. Ngoài ra thì ra đây nhé, ra đây thì các bạn sẽ có cái phần thuyết trình, phần nộp bài tập. Cái chưa? Cái phần nộp bài tập. Sau đó thì có những cái cột nữa, sau đó khi nào mình đến thì mình sẽ thêm dần vào. Cái chưa? Tại sao cô lại giới thiệu cái link này trước? Bởi vì nó liên quan đến việc là cô sẽ chấm điểm cho các bạn điểm giữa kỳ và điểm cuối kỳ như thế nào. Thế thì điểm giữa kỳ của các bạn nhé, sẽ được cấu thành sẽ được cấu thành bởi các cái bài tập cô giao cho các bạn định kỳ. Ví dụ như học hết một cái phần này, cô sẽ giao bài tập cho các bạn. Thế thì cô sẽ ra cái thời hạn các bạn nộp bài tập. Ok chưa? Cô sẽ ra thời hạn cho các bạn nộp bài tập. Sau đó thì Thịnh
trước mỗi buổi học, ví dụ chúng mình học sáng thứ tư, thế thì tối thứ ba hoặc là sáng sớm thứ tư cũng được, là Thịnh sẽ phải check cho cô xem là các nhóm đã nộp bài tập chưa. Ví dụ đây là có những nhóm nộp muộn thì các bạn sẽ đánh dấu ở đây cho cô, bởi vì là ở cái phần này, cái phần bài tập của mình ý, không phải là bài tập riêng của mỗi nhóm, mà phần bài tập này thì cô sẽ giao, ví dụ như là cả lớp sẽ làm cái phần là mô phỏng cái phần thiết kế bộ điều khiển cockpit chẳng hạn. Đấy. Thế thì nếu như mà những nhóm mà nộp muộn xong thì rất dễ có trường hợp là các bạn copy những cái bài của các nhóm đã nộp đúng thời hạn lên trên đây. Đúng không? Bởi vì khi mà các bạn nộp là các bạn copy lên một cái kênh, cô sẽ tạo một cái kênh ở đây. Ví dụ như là cô sẽ tạo một cái kênh trên lớp mình. Là một cái kênh là bài tập giữa kỳ. Bài tập giữa kỳ là để làm gì? Là để các bạn tính điểm, chấm điểm cho cái điểm giữa kỳ. Thế thì các bạn có thể có 1, 2 hoặc là có 3 cái bài tập giữa kỳ. Thì cứ mỗi lần như thế các bạn nộp bài thì Thịnh sẽ check vào đây cho cô là các bạn nộp sớm hay là nộp muộn. Thấy chưa? Đấy, nộp sớm hay là nộp muộn. Thế sau đó, còn cái điểm thuyết trình này thì sao? Bởi vì là cái phần slide là cô đã cung cấp rồi. Và cái phần lý thuyết của cái slide này thì cô sẽ là người trình bày, cô sẽ là người dạy. Thế các bạn là sẽ trình bày cái gì? Cái chưa? Các bạn sẽ trình bày cái gì? Thế thì thuyết trình ở đây như là năm trước thì cũng rất là nhiều nhóm thuyết trình, có những nhóm thuyết trình hai lần cơ. Đấy, hai cái dội ở đây có nghĩa là chúng mình thuyết trình hai lần. Thế thì đề tài thuyết trình của chúng mình là những cái gì? Chưa, đề tài thuyết trình của chúng mình là những cái gì? Thế thì ở mỗi một cái buổi học xong thì cô sẽ có những cái đề tài thuyết trình. Mỗi những cái học xong thì cô sẽ có những cái đề tài thuyết trình mà cô giao cho lớp mình. Đấy. Ví dụ như là học xong cái phần chính sách và quản lý chẳng hạn. Chính sách và quản lý thì nói về cái gì? Nói về các cái cơ chế để phát triển năng lượng tái tạo. Okay chưa? Thế thì cái phần này cô sẽ trình bày cho các em trước, trình bày tổng quan về toàn bộ cái cơ chế để phát triển năng lượng tái tạo ở trên thế giới, rồi ở Việt Nam như thế nào. Thế sau đó thì cái phần ở Việt Nam thì cô trình bày rất ngắn gọn, và cái này thì để lại cho các bạn. Okay chưa? Cái này sẽ để lại cho các bạn làm. Thế thì sẽ có một nhóm trình bày thuyết trình về cái phần là các cái cơ chế để cũng như là cái tình hình phát triển của năng lượng tái tạo Việt Nam. Đấy, đó là một cái nội dung mà các bạn sẽ thuyết trình. Hay ví dụ như là sang cái phần năng lượng gió đây chẳng hạn. Thấy chưa? Ví dụ như sang cái phần năng lượng gió thì cái phần cô trình bày là toàn bộ trình bày về cái phần kiến thức, những cái cô trình bày là phần kiến thức. Còn đâu cái đề tài để cho các bạn thuyết trình sẽ là gì? Thế thì sau khi cô trình bày về những cái này rồi thì cô sẽ ra những cái đề tài. Ví dụ năng lượng gió là một cái hệ thống rất là lớn, nó có nhiều những cái bài toán con ở trong đó. Thế thì sẽ có cái đề tài để cho các nhóm làm. Ví dụ như có một nhóm thì sẽ làm là hãy trình bày về các cái bài toán nhỏ ở trong cái hệ thống này. Bây giờ tất nhiên là khi đến phần đó thì cô sẽ cung cấp thêm cái tài liệu về phần là các bài toán điều khiển ở trong hệ thống. Thế thì dựa trên cái tài liệu cô cung cấp thì các bạn sẽ làm về cái phần là nêu trình bày tổng quan về các cái bài toán điều khiển nhỏ trong hệ thống này. Tất nhiên là các bạn sẽ chỉ trình bày lý thuyết thôi,
Còn đâu những cái phần nhỏ trong đó, những bài tập thì sẽ giao thành bài tập về nhà cho cả lớp rồi. Bây giờ, hoặc là nó cũng sẽ có một cái phần khác nữa để mà các bạn thuyết trình ở trong cái này. Ví dụ như là sau khi cô trình bày xong thì các bạn sẽ có một cái bài tổng quan nhé. Các bạn tính phân tích là tình hình áp dụng cái AI ở trong bài toán điều khiển gốc bit chẳng hạn, hay là tình hình áp dụng AI trong bài toán điều khiển MPPT cho cái hệ thống này, hoặc là cái bài toán cái tổng quan về cái việc là với MPPT cái nguyên lý của nó là như thế này, thế thì nó đã phát triển được những cái phương pháp như thế nào để mà mình xây dựng cái bài toán điều khiển MPPT cho hệ thống phát điện gió. Đấy, thế thì những cái phần tổng quan này các bạn, những cái đề tài để các bạn thuyết trình ý, thì nó hoàn toàn ở cái việc là các bạn phải nghiên cứu. Thế tại sao cô lại đưa ra các cái bài toán này? Tại sao cô lại đưa ra các cái bài thuyết trình như thế này? Là để cho các bạn có khả năng tổng hợp thông tin, để cho các bạn làm quen với việc là khi giải quyết một cái vấn đề gì, chúng mình sẽ phải tìm hiểu về nó trước, tổng hợp thông tin về nó trước, phân tích xem là những tồn tại, những cái hướng phát triển của nó như thế nào. Sau khi mình phân tích được những cái tổng quan về nó rồi thì mình sẽ có được cái giải pháp cho mình. Đấy là cái mục tiêu cô muốn là các bạn làm, chứ không phải là cái việc là ví dụ như là những bạn đã học, phần lớn ở đây các bạn đã học những cái môn ví dụ như là mô hình hóa và mô phỏng như kỳ trước cô dạy, thì cô Giang là cô yêu cầu là các bạn phải làm thuyết trình theo cái dạng là các bạn làm bài tập, được không? Các bạn làm bài tập xong các bạn thuyết trình. Thế thì ở cái giai đoạn đó nhá, ở cái giai đoạn đó thì cái kiến thức của các bạn mới ở cái giai đoạn là các bạn làm theo những gì mình yêu cầu thôi, hiểu chưa? Làm một bài tập cụ thể. Nhưng bây giờ các bạn đã lên một cái năm mới rồi, đấy, cái kiến thức các bạn tích lũy thì nó đã được được tích lũy dần dần rồi, và cái giai đoạn này các bạn cần phải phát triển thêm cả về cái kỹ năng nữa, nên cô sẽ giao cho các bạn những cái đề tài là các bạn sẽ làm các cái bài tổng hợp nhé, tổng quan, chứ không yêu cầu là cụ thể là phải phải tính toán nữa. Việc tính toán của các bạn sẽ được thể hiện ở các cái bài tập giữa kỳ hoặc là cuối kỳ. Thế thì cái điểm giữa kỳ của các bạn sẽ bao gồm những cái điểm gì? Thứ nhất là điểm nộp bài tập. Cái giờ thứ nhất là điểm nộp bài tập. Thứ hai là điểm thuyết trình. Và cái thứ ba đó là cái điểm do các bạn báo cáo tiến độ. Đấy, điểm các bạn báo cáo tiến độ. Thế báo cáo tiến độ ở đây là gì? Báo cáo tiến độ ở đây là mỗi nhóm sau khi các bạn lập được cái form này rồi nhé, thì cô sẽ phân cái đề tài cho các bạn. Ở đây, phân đề tài cho các bạn, bởi vì cái đề tài của các bạn là cả một cái hệ thống lớn, cho nên cô sẽ phải kiểm tra từng cái phần nhỏ một. Ví dụ như là cái giai đoạn đầu tiên là cô sẽ kiểm tra cái tiến độ là các bạn đã mô hình hóa được cái nguồn như thế nào. Bây giờ xong rồi, cái giai đoạn thứ hai cô sẽ kiểm tra cái phần là các bạn đã mô hình hóa được cái hệ thống điện tử công suất như thế nào. Đó, còn nó cái bài cuối kỳ của mình sẽ là kiểm tra tổng thể tất cả. Ok chưa? Đấy, thế thì cái phần báo cáo tiến độ nó là cái thứ ba quyết định đến cái phần điểm của các bạn. Thế cái nào có cái trọng số lớn nhất? Ok chưa? Cái nào có trọng số lớn nhất? Thế thì cái bài tập về nhà sẽ chiếm trọng số lớn nhất trong cái cấu thành điểm của các bạn nhé. Bài tập về nhà sẽ là điểm cấu thành lớn nhất. Điểm thuyết trình và điểm báo cáo tiến độ thì sẽ ngang nhau. Đấy, để cho các bạn có được cái chiến lược, các bạn đạt được cái điểm như các bạn mong muốn. Tất nhiên là đến cái giai đoạn này rồi thì chắc là các bạn học thì cũng không quá quan trọng về điểm nữa, đúng không? Không quá quan trọng về điểm nữa, mà mình học để mình xem là cái xu hướng tương lai của mình sẽ như thế nào thôi. Cái một cái hướng tiếp theo, một cái ý tiếp theo cô muốn lưu ý nữa
À, đó là bởi vì là cái môn học này của mình nó không phải là chuyên cho bên điều khiển mà có thể là có cả cho các bạn ở bên đo lường hoặc là bên tự động hóa nữa. Thế thì khi các bạn đăng ký nhóm ấy, các bạn lưu ý giúp cô là các bạn có thể thêm cho cô một cái cột là ghi chú để xem là các bạn thuộc cái ngành nghề nào, để cô phân cái đề tài cho nó phù hợp. Cô lấy ví dụ như là bây giờ các bạn bên học bên đo lường chẳng hạn, thì cô không thể yêu cầu các bạn là làm một cái đề tài là thiết kế điều khiển nó kỹ lưỡng như các bạn ở bên điều khiển được. Được chưa? Thế thì ví dụ với các bạn bên đo lường thì vẫn là cái hệ thống năng lượng tái tạo này, nhưng mà yêu cầu của các bạn lại là làm về cái phần truyền thông trong đó chẳng hạn. Thấy chưa? Lại là cái phần truyền thông. Còn ví dụ như với các bạn bên tự động hóa chẳng hạn, thì cô sẽ nặng về yêu cầu nặng các bạn về phần điện tử công suất. Ví dụ như là với những cái dân điều khiển thì chỉ cần dùng bộ biến đổi là DC-AC thôi. Nhưng mà với bên tự động hóa thì có thể là cô sẽ giao cái đề tài là các bạn làm với bộ biến đổi AC-AC. Đấy, thì để cho nó khai thác hết được cái thế mạnh của các nguồn, ở của các cái ngành. Thì khi các bạn mà ra cái, khi mà các bạn lập nhóm của mình thì các bạn cũng lưu ý là các bạn ghi cho cô cái phần ngành của mình để cô có cái việc là phân đề tài cho nó hợp lý. Thấy chưa? Đấy là những cái lưu ý mà cô muốn thông báo với các bạn trước khi vào cái môn học. Tiếp theo là các bạn có cái ý kiến gì, cái mong mỏi gì dựa trên cái phần mà cô overview về cái khóa học cũng như là cô overview về cái quy trình chấm điểm các thứ của mình, thì các bạn cho cô ý kiến để chúng mình thảo luận. Sau đó thì chúng mình sẽ vào cái phần học chính của chúng mình. Rồi, không có bạn nào có ý kiến gì về cái lộ trình chúng mình sẽ học và hay là vẫn còn đang ngủ? Nào, chúng mình sẽ phải phải tập dần thói quen dậy sớm đi nha. Chứ không phải là đến giờ là chúng mình cứ bật máy lên sau đó thì nằm một chỗ xong rồi để máy thế thôi. Mình sẽ xác suất, cô sẽ điểm danh xác suất buổi hôm nay xem là chúng mình có dạy học bài không hay là chúng mình bật máy rồi để đấy nhá. Đức Anh, Đức Anh đã dậy chưa? Trương Bá Bình, Có. Trần Đình Cảnh, Có. Đình Chiến, Có. Thành Đạt,
Nó có em ạ. Tiến Dũng. Dạ có em ạ. Viết Hải. Dạ có em ạ. Đình Hiến. Dạ có. Đức Hiền. Dạ có. Phạm Văn Hiếu. Dạ có. Nguyễn Văn Kiên. Có. Hoài Lâm. Có. Quang Linh. Quang Linh vắng à? Hải Long. Hải Long là nick bị có học đúng không? Ừ, không ạ. Tính em bình thường thôi. Ừ. Chú Hải Long rồi. Phi Long. Bạn Phi Long ở đây chat trên cái kêu gọi. Rồi. Phi Long. Phạm Văn Nam. Nam để máy đấy rồi đi ngủ đúng không? Alo, em đây ạ. Ừ. Việt Phương. Dạ có ạ. Thanh Quyên. Có ạ. Ngọc Quyết. Có em ạ. Đức Thắng. Đức Thắng có không? Quang Thắng. Chí Thành. Có. Đức Thịnh. Có. Trường Thịnh. Có em ạ. Trần Thị Thu. Dạ có em ạ. Minh Tiến. Có em ạ. Lê Văn Trường. Dạ có ạ. Nguyễn Hữu Trường. Có. Minh Tú. Dạ có ạ. Nguyễn Văn Tuấn. Như vậy là các bạn có khá là nhiều nhưng không có ý kiến gì về cái lộ trình học tập của lớp, đúng không? Đấy, mình không có cái lộ ý kiến gì về cái phần lộ trình học tập của lớp, thế thì mình cứ thấy mình tiến hành thôi. Sau đây thì Thịnh sẽ làm cái link để cho các bạn đăng ký nhóm ở trong đó giúp cô nhá. Làm luôn đi để cho cô còn phân đề tài. Phân đề tài xong thì các bạn mới có cái kế hoạch học tập tiếp theo. Được không? Được vâng ạ, được vâng, em làm luôn ạ. Đấy, các bạn bàn luận, sau đó thì các bạn lập nhóm giúp cô. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi mà Thịnh làm cái link đó thì để mở cho các bạn đăng ký ấy, thì Thịnh sẽ để chế độ là tất cả mọi người cùng truy cập được. Sau đó thì khi các bạn đã đăng ký xong thì em sẽ khóa lại và chỉ có cô với em thì truy nhập vào trong đó được thôi nhá. Sau đó thì cô sẽ gửi email của cô cho em, xong em add vào đấy thì cô mới vào được nhá. Rồi các bạn làm lập nhóm đi, sau đó thì ghi chú luôn vào đấy cho cô để cô vào cô phân đề tài nhá. Em cho cô nhóm tối đa 4 người ạ. Nhóm tối đa 4 người nhá. Tối đa 4 người. Tối thiểu 3 người. Chứ bởi vì là những cái đề tài này, với cái đề tài này là các cái hệ thống khá là lớn và cồng kềnh rồi, các bạn mà làm hai người thì cô sợ là hơi nặng, các bạn không làm được đâu nhá. Thì các bạn làm tối đa 4 người, tối thiểu 3 người giúp cô. Nhớ ghi chú vào trong đó cho cô là các bạn học cái chuyên ngành gì để cho cô phân đề tài cho nó hợp lý. Sau khi cô phân đề tài rồi thì sau đó mình có thể là xóa cái cột đó đi để cho nó đỡ rườm rà cái bảng nhé. Thảo luận với nhau sau đó thì đăng ký nhóm đi, xong tí cô vào cô phân đề tài cho chúng mình
nhá. Ở kỳ này môn này lớp mình chỉ có 30 bạn. Thế thì cô thích rất là thích dạy những cái lớp mô hình nhỏ như thế này. Khi mình học những cái đề tài mang tính chất ứng dụng như thế này thì học những cái lớp nhỏ rất là thích. Vì cái với quy mô lớp nhỏ thì mình sẽ làm được kỹ hơn. Yêu cầu các bạn sát sao được hơn. Trước kỳ trước cái môn này các bạn đi học hơn 80 bạn. Một cái lượng rất là lớn, do đó là khi các bạn thi thì cô phải mất 2 ngày, tức là 4 buổi mới cho các bạn đi thi xong được. Thì khá là cồng kềnh. Thì với môn này, ví dụ quy mô mỗi lớp, mỗi kỳ khoảng 30 bạn là rất là vừa. Thế nên lớp mình kỳ này, cái sĩ số như thế này rất là vừa, rất là hợp lý để học. Rồi Thịnh làm và post cái link lên đi nhá. Dạ vâng ạ, giờ em đang làm đấy ạ.
Rồi như vậy là các bạn đã sơ bộ đăng ký xong cái nhóm và cô cũng đã điền cái tên đề tài vào đó cho các bạn. Chưa? Đã điền sơ bộ cái tên đề tài vào đó cho các bạn. Nhóm của Trí Thành này, Hiếu này là thuộc nhóm này nào thì điền vào đó cho cô. Nếu như mà nhóm của Trí Thành và Hiếu đang có hai bạn này, nhóm ha, nhóm 8 là Dương Minh Tiến cũng đang có hai bạn này, cái Tiến với Thắng này. Thế còn Thành và Hiếu đâu? Dạ em đây ạ. Nhóm của Thành và Hiếu là thuộc ngành gì? Em là đo lường và tin học công nghiệp ạ. Rồi em sửa vào đấy cho cô. Dạ vâng. Rồi như vậy là chúng mình sơ bộ đã xong được cái phần phân công nhóm và đề tài của các nhóm ở trong lớp. Các bạn có thể vào xem lại cái đề tài cô giao cho các bạn. Cô đã điền thông tin đề tài cho các bạn rồi. Các bạn có thể vào trong đó để các bạn xem lại cái hướng đề tài của mình. Các bạn có cần thay đổi gì hay không? Chưa? Các bạn có cần thay đổi gì, có cần hoặc là có cần thêm thông tin gì hay không thì các bạn đề xuất. Với cái nguồn solar và biomass thì chúng mình vì điện áp phát ra của hai cái loại nguồn này là nguồn một chiều, cho nên là cái phần điện tử công suất của mình chỉ có cái bộ biến đổi là DC-DC, sau đó thì ra DC-AC thôi. Mình không có cái lựa chọn giống như là cái nguồn năng lượng gió. Ở đây nguồn năng lượng gió cô giao cho các bạn cô giao cho các bạn khá là nhiều những cái định hướng của các bạn làm. Thế thì những cái bạn ở bên khối ngành tự động hóa công nghiệp thì cô đều để cho các bạn là ở mức là dùng bộ biến đổi là AC-AC, có nghĩa là điện áp phát ra của cái máy phát của mình là xoay chiều 3 pha. Thì các bạn dùng trực tiếp cái bộ AC-AC để các bạn ra được cái điện áp xoay chiều cung cấp cho tải hoặc là lưới. Tất nhiên là đây là cô mới chỉ làm sơ bộ thôi. Sau đó thì cô sẽ bổ sung thêm, ví dụ như là các bạn sẽ nối với tải địa phương hay nối với lưới. Thế thì những cái đó khi mà vào học đến từng cái phần chuyên sâu hơn thì cô sẽ giới thiệu thêm. Nhưng mà cô đưa cái tổng quan đề tài ở đây cho các bạn để các bạn hình dung là mình sẽ làm với loại nguồn gì để cho các bạn sơ bộ tìm hiểu. Ví dụ như ở đây có những cái kiến thức mà cô sẽ không dạy nhá, bởi vì nó là một cái hệ thống tổng hợp, cho nên có những cái kiến thức cô không dạy thì yêu cầu cô đưa trước cái hướng như thế này để cho các bạn tự tìm hiểu. Ví dụ như là bây giờ về cái bộ biến đổi AC-AC hoặc là DC-AC thì cái đó cô sẽ không dạy. Đấy, mình không thuộc lĩnh vực rồi, cô sẽ không dạy mà cô chỉ yêu cầu chúng mình phải làm. Ok chưa? Chúng mình sẽ phải làm. Thế thì các bạn có thể tìm hiểu trước về cái phần nguyên lý hoạt động rồi mô hình hóa rồi điều khiển cho cái bộ AC-AC hoặc là DC-AC
cái này là phần các bạn đã học rồi chưa? Đấy, bởi vì là ngay buổi đầu tiên và cái kiến thức của mình là mình học đến tận cái tuần cuối cùng cơ. Thế thì các bạn sẽ đặt câu hỏi là thế làm sao chúng em hoàn thành được đề tài khi mà đến tuần cuối cùng mới dạy sang đến cái phần solo cell chẳng hạn. Đấy, có lẽ ví dụ thế. Hoặc là như cái winterbine thì mình học sau, mình học cái biomass trước chẳng hạn. Thế thì cái winterbine của bọn em thì làm sao mà kịp làm, được chưa? Các bạn sẽ đặt những cái câu hỏi như thế. Thế thì cô cũng phải giải thích luôn ở đây là cái hệ thống của mình gồm rất nhiều những cái phần lớn và cái phần quần của mình nó chỉ là một cái phần nhỏ trong đó. Thế là các bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu trước, làm trước cái phần điện tử công suất. Bây giờ cái phần điện tử công suất là cái phần các bạn sẽ làm trước. Ví dụ như là bộ ACAC thì bên đội tự động hóa các bạn sẽ tìm hiểu cái phần đó, nó khá là gần gũi với các bạn. Hoặc là như bên hoặc các bạn cũng có thể tìm hiểu trước về cái phần máy phát, chưa? Máy phát thì cô ở cái nhóm cuối, nhóm của Tiến và Thắng ấy, thì cô dùng cho cái loại máy phát là DFIG. Thế thì mình cũng sẽ phải tìm hiểu xem là với những cái cấu trúc DFIG của cái winterbine sử dụng DFIG thì nó sẽ mắc như thế nào, cái sơ đồ đấu nối điện là như thế nào, và người ta thường sử dụng cái bộ biến đổi gì. Đấy. Thế thì thông thường là với cái DFIG thì người ta sẽ dùng ACAC luôn nhá. Đấy, người ta dùng ACAC luôn. Còn nếu ví dụ như là dùng AC, DC, AC chẳng hạn, thế thì cái cấu trúc nó như thế nào thì cô để ở đấy cho các bạn của Tiến và Thắng, là cái option là các bạn có thể chọn cái cấu trúc nào cho nó dễ dàng với các bạn. Okay, chưa? Tiếp theo là có một cái thông số ở đây cô để là trên định mức với dưới định mức. Thế thì trên định mức là gì, dưới định mức là gì? Trên định mức là khi tốc độ gió của mình trên tốc độ gió định mức. Các bạn biết được rằng là khi mà mình làm việc với các cái máy phát điện thì mỗi cái máy phát điện nó đều có cái công suất định mức. Okay, chưa? Có công suất định mức, và công suất định mức đó thì thường được chọn tương ứng với cái, từ cái công suất định mức đó thì người ta sẽ có một cái mức giá định mức nhá. Đấy, thế thì mỗi cái máy phát khác nhau thì nó sẽ tương ứng với một cái tốc độ gió khác nhau, cái vùng miền khác nhau nữa. Thế thì dựa vào cái công suất của máy phát thì người ta sẽ quy định xem là với cái tốc độ gió bao nhiêu thì cái giá trị nó sẽ được gọi là định mức, và trên giá trị đó thì cái công suất mà thu được từ gió nó sẽ lớn hơn cái công suất định mức của máy phát. Thế thì mình phải điều khiển cái gì? Được chưa? Đấy, mình không thể để cho cái máy phát của mình nó phát tốc độ trên phát công suất trên cái công suất định mức của máy phát được. Cái máy của mình chỉ có 1 MW mà gió lại phát ra 1,5 MW, thế mình không có điều khiển, thế thì lúc bây giờ là sẽ cháy hết hệ thống, đúng không? Còn cái bài dưới định mức là khi tốc độ gió của mình còn đang dưới định mức. Thế thì dưới định mức cái bài toán điều khiển của nó là gì? Rõ ràng nó phải khác với trên định mức, đúng không? Trên định mức là mình điều khiển để giữ cho cái công suất của mình là bằng cái công suất định mức của máy phát, hay là tốc độ của rotor là bằng tốc độ định mức của máy phát. Nhưng mà khi dưới định mức thì mọi thứ nó lại song song hơn rất là nhiều, và nó rất là linh hoạt để cho các bạn điều khiển. Thế thì khi làm đến cái phần tốc độ gió, làm đến cái nguồn turbine gió thì cô sẽ nói rõ về các cái bài toán điều khiển ở trên đây. Nhưng sơ bộ là như thế để các bạn có cái định hình về cái đề tài chúng mình sẽ làm. Và chỉ có hai bạn là bên đo lường nhé. Hai bạn về bên đo lường thì các bạn vẫn nghiên cứu toàn bộ về hệ thống ở đây, nhưng mà các bạn sẽ làm về cái phần truyền thông ở trong đó nhé. Truyền thông ở đây là gì? Truyền thông ở đây tránh trường hợp là các bạn ví dụ như kỳ trước ấy, các bạn làm cái phần truyền thông thì các bạn cứ đưa nguyên một cái module của kiểu như là cái smart house vào trong đó. Thì có thấy là cái phần smart house nó khá là đơn giản. Nó khá là đơn giản. Cái cấu trúc của họ, họ đã làm hết ở trong đó rồi. Ok chưa? Thế thì cái phần mà mình can thiệp vào đó chỉ là mỗi là đo đạc xong rồi nhìn vào đó để gửi lên trên cái bộ điều khiển trung tâm, hoặc là để giám sát xem là cái lượng tiêu thụ của các thiết bị trong nhà bao nhiêu. Thế thì cái phần đó nó rất là đơn giản, và cái cấu trúc thì nó cũng phổ thông rồi. Thế thì cái phần đo lường ở đây các bạn cô mong muốn là gì?
Hiểu chưa? Cô mong muốn là gì? Cô mong muốn là cái phần truyền thông ở trong nhà máy ấy, không phải là cái giao diện của cái với người dùng nhá. Các bạn như năm trước các bạn ấy làm, các bạn ấy bị nhầm lẫn sang cái việc là can thiệp trực tiếp vào cái người dùng. Thế thì can thiệp trực tiếp vào cái người dùng thì đã có những cái bên sản xuất những cái gói cho các cái smart house họ làm rồi. Đấy, thế thì mình với cái trình độ kỹ sư thì mình làm cái gì? Thấy chưa? Đấy, thế mình phải đưa ra được cái bài toán phục vụ cho cái việc là điều khiển thông minh. Có lấy ví dụ là bây giờ một cái nguồn của mình, ví dụ như trong một cái cánh đồng điện gió hay điện mặt trời, nó hình dung là ví dụ như là với những cái cánh đồng điện mặt trời mà công suất của mình lên đến 1-2 MW chẳng hạn, thế thì cái diện tích của nó đến hàng km vuông, đúng không? Hoặc là mình nối các cái nhà máy khác nhau ở những vùng khác nhau và chung một cái đầu nối tổng chẳng hạn, thì cái khoảng cách nó rất là lớn. Hoặc là giữa các cái wind turbine của mình cũng thế. Nên mình không thể dùng cái cảm, khi mình điều khiển thì mình cần phải có phản hồi điện áp, rồi có phản hồi dòng điện. Đấy, đấy là cái tối thiểu là mình phải phản hồi về. Thế thì tôi không thể là dùng cái dây để tôi phản hồi được, đúng không? Đấy, ví dụ như mình làm ở trong phòng thí nghiệm thì mình có một cái đơn giản là tôi muốn phản hồi dòng điện thì tôi dùng một cái current sensor, xong tôi nối vào đấy, xong rồi cái đầu ra của cái current sensor đó thì tôi nối vào cái bộ vi xử lý, hay là cái voltage sensor cũng thế. Đấy, thế nhưng mà bây giờ ví dụ như là các bạn cái trung tâm điều khiển của các bạn ở vị trí A, xong rồi đến cái điểm đo của bạn ở vị trí B, mà giữa cái vị trí A với vị trí B nó cách nhau cả một vài km cơ. Thế thì lúc bây giờ cái việc là các bạn lắp current sensor ở cái cuối nguồn, tại sao mình lắp vào cuối nguồn? Tại vì mình cần điều khiển điện áp mà. Điện áp của mình thì cái điện áp đầu nguồn phát ra của mình bao giờ nó cũng cao hơn cái điện áp cuối nguồn. Và cái mình cần điều khiển ở điện áp cuối nguồn là cung cấp cho các cái tải ở cuối cùng nó không bị điện áp thấp cơ. Thế mình lắp ở cuối nguồn như thế thì cái khoảng cách của nó hàng km như thế, mà các bạn lại dùng cái voltage sensor thông thường, rồi các bạn nối cái dây vào, xong rồi các bạn lại đưa cái dây đó dài loang loang vài ba km đó, các bạn đưa về cái phòng xử lý trung tâm, thế thì cái độ đảm bảo về cái độ tin cậy của tín hiệu đo được của các bạn có ok hay không? Đấy là cái mà cô mong muốn là các bạn đưa ra cái giải pháp. Đấy. Làm thế nào mà các bạn vẫn đảm bảo được rằng là các bạn truyền được cái thông tin về với cái độ tin cậy nhá, với cái độ tin cậy hợp lý, nhưng đồng thời là phải cái độ nhanh của cái tín hiệu nữa. Ví dụ bây giờ các bạn có thể dùng các cái sóng không dây để các bạn truyền tin, đúng không? Các bạn có thể dùng các cái phương án là đo lường không dây để các bạn truyền tin từ cái điểm đo về cái phòng trung tâm, phòng điều khiển trung tâm của mình. Ok, dùng các cái phương án truyền dẫn không dây như thế cũng thì đảm bảo độ tin cậy, đúng không? Nhưng bây giờ lại cái vấn đề thứ hai, vấn đề kỹ thuật mình phải đối mặt với, đó là cái độ trễ của tín hiệu. Thế thì khi các bạn truyền tín hiệu bằng các cái phương án đó thì độ trễ của tín hiệu nó sẽ lớn và nó không thể đảm bảo được với cái việc là bài toán điều khiển cần nhanh của hệ thống điện. Đấy, thế thì mình sẽ phải nghiên cứu những cái phương án đó và mình đưa ra cho cô cái giải pháp kỹ thuật cho cái bài toán truyền thông ở trong hệ thống điện. Chứ không phải là đưa ra cho cô một cái mô hình là em có những cái mạng như thế này, rồi em dùng Zigbee, rồi các thứ vân vân, rồi mạng LAN các thứ, xong rồi em đưa vào là cái bộ giám sát là cái thiết bị này trong nhà đang dùng là bao nhiêu kilowatt, thiết bị kia đang dùng bao nhiêu kilowatt, rồi tổng số điện ở trong nhà là đang dùng ở điện mặt trời là bao nhiêu, xong rồi lấy là điện lưới là bao nhiêu. Thế thì cái đó nó chỉ mang tính chất là giám sát thôi nhá, nó chưa giải quyết được cái phần yêu cầu chính trong bài toán điều khiển. Được chưa? Trong bài toán điều khiển của hệ thống năng lượng tái tạo là cái vấn đề phản hồi từ điểm đo về đến phòng điều khiển trung tâm. Đấy, thì các bạn lưu ý giúp cô. Ok chưa? Đấy, cô nói sơ qua về các cái định hướng đề tài là như thế. Các bạn có cái ý kiến gì hay không? Có cái đề xuất gì hay thay đổi gì, mong muốn gì, làm rõ gì về cái đề tài của mình hay không thì các bạn cho cô ý kiến.
Dạ thưa cô ạ. Ừ. Dạ, đề tài của em là bên em bên đo lường ạ. Thì cô bảo là có yêu cầu về độ trễ thì các cái thông số về cái độ trễ tối đa là như thế nào ạ? À, cái độ trễ tối đa thì nó lại phụ thuộc vào trong cái nhu cầu của mỗi nhà máy nhá. Ví dụ như là phụ thuộc vào cái việc là sau một cái khoảng thời gian bao nhiêu thì hệ thống sẽ update tín hiệu. Nghe chưa? Sau khoảng thời gian bao nhiêu thì hệ thống update tín hiệu. Ví dụ như có những nơi người ta update tín hiệu là sau 1 phút hay là sau 2 phút. Cái đó thì nó lại phụ thuộc yêu cầu trực tiếp của cái người, của cái từng cái trạm như thế. Thế thì cái vấn đề của mình là mình phải phân tích để mình đưa ra được là với cái phương án này tôi đưa ra thì cái độ trễ tín hiệu của tôi là bao nhiêu. Em hiểu đúng không? Đấy, cái độ trễ tín hiệu của phương pháp này tối đa là bao nhiêu để người dùng người ta có cái phương án người ta lựa chọn nhá. Đấy, ví dụ như là cái trạm phi A này người ta bảo là phải bao nhiêu phút thì tôi mới cập nhật tín hiệu một lần chẳng hạn. Thì với cái như thế thì bạn đưa ra cho tôi những cái phương án đo như thế này thì tôi có thể lựa chọn được những cái này Đấy, thế thì cái của mình làm được là mình phải đưa ra được những cái phương án về cái độ trễ. Ok chưa? Mình phải tìm hiểu được những cái vấn đề thực tế. Nhưng mà thông thường là trong các cái hệ thống điện thì cái độ trễ trích mẫu nó khá là ngắn. Mình hình dung rằng là cái chu kỳ của mình với tần số là 50 Hz thì cái chu kỳ của mình chỉ là 0,02 giây thôi nhá. Không phải không hai giây thì cái độ trễ của mình ấy thì mình cũng sẽ cho phép loanh quanh, ví dụ như là khoảng 1-2 chu kỳ chẳng hạn là mình sẽ phải cover những cái lỗi có thể xảy ra, thì em có thể căn cứ vào cái tần số và điện áp để em lựa chọn cái chu kỳ nhá. Vâng ạ. Ok chưa? Hết vấn đề thắc mắc rồi đúng không? Nếu như mà các bạn không có cái ý kiến gì nữa thì buổi hôm nay chúng mình sẽ nghỉ ở đây. Buổi hôm nay chúng mình sẽ chưa học kiến thức gì cả mà chỉ overview về cái lộ trình học tập của chúng mình. Chưa? Lộ trình học tập của chúng mình. Sau đó thì từ buổi hôm sau chúng mình sẽ bắt đầu cái kiến thức mới và cái phần thuyết trình thì cô sẽ giao cho các nhóm trước mỗi buổi học. Nhá, trước, ví dụ như là buổi tuần này thì cô sẽ giao cho các nhóm buổi tuần sau. Đấy, thì các bạn có một tuần để chuẩn bị các bài thuyết trình thì chắc là cũng ok thôi, đúng không? Rồi, các bạn có ý kiến gì nữa không? Em muốn hỏi về cái báo cáo của bài tập lớn ấy ạ. Là báo cáo kiểu PowerPoint hay là báo cáo file đọc ạ? Phải quên ạ. Báo cáo là các em làm gì? Các em sẽ làm báo cáo quyển và các em sẽ phải nộp cái quyển đó để thay cái bài thi giấy của mình và sẽ lưu trữ cái phần đó giống như lưu trữ bài thi của các em ý nhá. Tức là in ra một quyển đóng bìa đúng không? Đúng rồi. Nhóm chung nhau một quyển nhá. Rồi nếu như không có thắc mắc gì nữa, không có nhu cầu gì nữa thì các bạn nghỉ đi nhá. Buổi hôm sau chúng mình sẽ bắt đầu. Chưa? Thưa cô, nhóm em chưa có đề tài ạ. Ok, rồi cô sẽ điền vào nhé. Dạ vâng, vâng ạ. Em chào cô ạ.